mình đã bắt đầu khởi nghiệp từ con số 0 như thế nào? Để có nhà lầu, xe hơi, đồng hồ, túi hiệu. Từ người không vốn, không kinh nghiệm. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Mày đi ông cháu ơi. Xin lỗi các bạn, mình đã nhập vai hơi quá đà. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với số Smart Money tuần này, nơi mà chúng ta sẽ gặp 3 trường hợp khởi nghiệp người thật việc thật nhá. Let's go. Bây giờ sẽ là 3 câu hỏi nhỏ mà được khán giả vô cùng quan tâm. Các anh chị trả lời nhanh giúp em trong vòng mấy giây nhá. Mọi người có thể cho em biết là mình khởi nghiệp với số vốn bao nhiêu được không ạ? Cửa hàng này tổng số vốn là 500 triệu. Kinh doanh từ khi mình còn rất là trẻ, mới là sinh viên thôi. Thế nên lúc đấy cũng chỉ có vốn khoảng tầm 2-3 triệu. Mua nhà sẽ hết khoảng 7 tỷ, hoàn thiện hết khoảng 2 tỷ nhá. Doanh thu hiện tại một tháng của mình là bao nhiêu? Khai trương đến giờ được gần 3 tháng thì khoảng 350 triệu một tháng đó. Mình có 6 chi nhánh tất cả thì mỗi cửa hàng sẽ có doanh thu rơi vào khoảng tầm vài trăm triệu một tháng. Anh đang kỳ vọng mức tỷ lệ lấp đầy khoảng trên 60%, thì anh nghĩ là doanh thu mang lại khoảng trên 20 triệu một tháng em ạ. Mình đang kinh doanh ngành nghề và lĩnh vực gì ạ? Về bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm quà tặng và phụ kiện và đồ dùng học tập liên quan đến bất động sản và du lịch. Thế mọi người có thể chia sẻ cho em về cái quá trình mà mình khởi nghiệp được không ạ? Tại vì lúc đấy không có tiền tiêu. Đấy, mình cũng đam mê làm đồ handmade. Mình và bạn mình bắt đầu là sản xuất đồ handmade để bán ở trên mạng. Sau đó là bán nguyên liệu làm đồ handmade. Sau đó thì càng ngày càng nhập thêm nhiều hàng về để bán. Mình có cái kế hoạch tài chính trước khi khởi nghiệp không ạ? Thì cái vốn này chủ yếu là nhập hàng để làm trưng bày, xuất hàng và làm cái marketing ban đầu ạ. Khoảng hơn 70% vốn. Còn lại thì anh cũng có vay ngân hàng. Thì anh mong muốn là mình có thể trong vòng 3 năm là mình có thể thu hồi vốn. Lý do gì mà mình lại quyết định là lựa chọn cái địa điểm này làm nơi để đặt địa điểm kinh doanh của mình ạ? Chi nhánh ở Hà Nam là chi nhánh thứ 6 của mình và cũng là chi nhánh mới nhất. Mình lựa chọn Flamingo 3 sao Hà Nam. Khi mình đặt cửa hàng ở đây và trong quá trình thi công và hoàn thiện cửa hàng thì mình nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của chủ đầu tư và ban quản lý dự án để mình có thể có một cái mặt bằng đẹp nhất này. Và sẽ có một lượng khách khá là đều, bởi vì là mỗi tuần ở đây đều tổ chức sự kiện ấy, nên là khách ở trong khu vực đến rất là đông. Khách đến du lịch, khách đến tham quan và du lịch vui chơi giải trí ở đây thì họ sẽ đến họ tham quan tại gian hàng của mình. Khách dân thì chủ yếu vào ngày cuối tuần và các buổi tối, còn ban ngày thì là khách du lịch, họ sẽ đi tham quan. Ví dụ như khách ở sân golf họ cũng ra đông này, một khách đi Tam Trúc họ cũng dễ vào, họ tham quan cửa hàng và họ mua sản phẩm. Đối với anh thì cái dư địa phát triển ở Hà Nam rất là tốt. Cái phần kinh doanh lưu trú tại Chùa Hương, Tam Trúc thì nó đều đi qua cái trục quốc lộ 21 này. Thì sắp tới thì cái năm 2025 thì trục quốc lộ này còn mở rộng đến 6 làn đường. Mình nghĩ yếu tố nào đóng góp vai trò quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh của mình ạ? Mình mở cửa hàng dựa trên địa điểm. Mình không đẩy mạnh vào kinh doanh online mà mình kinh doanh tại các địa điểm. Nên điều quan trọng nhất là địa điểm. Sang một cái lĩnh vực mới thì nó xuất phát từ cái niềm đam mê của anh đối với cả cái dịch vụ kinh doanh lưu trú và kinh doanh homestay. Dự án Flamingo Golden Hill Hà Nam không chỉ là điểm hẹn của khách du lịch mà cũng trở thành địa điểm tiềm năng cho các nhà đầu tư. Tôi có những cái chính sách về hỗ trợ lãi suất lên đến 70%. Mặt khác thì chúng tôi có một cái chính sách rất là đặc biệt, đó là khi mà khách hàng sở hữu những căn shop hoàn thiện mặt ngoài thì chúng tôi có những cái chương trình cam kết cho thuê từ 18 đến 25 triệu một tháng đối với tùy từng căn và cam kết trong vòng 2 năm. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư thuê lại căn shop và phát triển kinh doanh tại đây với cái chính sách là miễn phí 2 năm. Điểm đến gần Hà Nội, nằm tại vị trí đắc địa gần khu du lịch tâm linh Tam Trúc. Vị trí dự án cũng là tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với cái vị trí đặc biệt của Golden Hill thì cái lợi thế đầu tiên của khách hàng đó là thừa hưởng được một cái gia sản với cái tốc độ tăng giá cao trong thời gian tới. Mặt khác, cái mức giá rất là cạnh tranh cũng như là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Với chỉ còn 6 tỷ hơn một chút là có thể sở hữu được một căn biệt thự. Tính ra giá đất thì chỉ khoảng khoảng 30 triệu một mét vuông. Thì như các bạn đã biết thì với đơn giá đất như vậy, trong bối cảnh là hạ tầng đồng bộ, thì đây là một cái mức giá có thể có tốc độ tăng trưởng tốt trong tương lai.
Flamingo, 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 Flamingo.